Sáng ngày 15 tháng 6, cộng đồng mạng được một phen dậy sóng khi ca sĩ Lưu Chấn Long tố phi Nhung đi hát ở chùa với các xe các cổ, đòi bằng được 40 triệu tiền xăng xe. Thậm chí, khi chỉ được trả 5 triệu, phía nữ ca sĩ còn tức giận bỏ về. Chia sẻ với chúng tôi, nam ca sĩ cũng xác nhận đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, tôi xin cam kết thông tin trên là 100% sự thật, có quý thầy cô và Phật tử chứng kiến hôm đó là ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch, lễ truyền thống hàng năm chùa tổ chức cho quý thầy cô về tham dự ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi chính là người kêu sâu trị Phi Nhung và làm việc với quản lý Diễm Phạm. Tuy nhiên, đến buổi tối cùng ngày, quản lý của Phi Nhung đã đăng tải dòng trạng thái dài nhằm tố lưu chấn long bị đặt, chỉ ra 7.749 điểm sai lệch. Anh cho biết vào ngày, ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch tức ngày 17 tháng 2 năm 2017 dương lịch, phi nhung và các con nuôi có sâu tại sân vận động tỉnh Bến Tre, do đó không thể nào bay về Vũng Tàu để tham gia sâu diễn tại chùa Như Lưu Chấn Long Tố Giác. Ngoài ra, anh cũng liệt kê hàng loạt trường hợp có thể kể đến như việc nhầm ngày, nhầm địa điểm đính kèm bằng chứng xác thực để chứng minh rằng Phi Nhung chắc chắn không thể có mặt tại sâu diễn ở một ngôi chùa tại Vũng Tàu như nam ca sĩ chia sẻ. Dòng trạng thái của quản lý Phi Nhung Đúng là ăn ở có đức trời thương. Cả nhà độc vụ Lưu Chấn Long và sâu chùa 40 triệu mà netizen họ phát hiện ra một chữ xạo trà bá lửa nha. Fan club Phi Nhung ơi! Tin vui cho mọi người nè, bơi vào đây mà xe cho mỗi người biết một chút vụ 40 triệu là Phi Nhung bị oan nha và cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã giải oan dùm. Cha cơ lúc này, anh ca sĩ LCL đã điển xong, khá tròn vai anh nhỉ. Anh nói cũng mẹ tờ rồi nên giờ để em viết anh đọc xem có nhỏ tờ miếng nào không nha. Muốn bám phim để kiếm chút tương tác thì hãy đọc mọi tờ số banner Chunre em kiếm đưa cờ ở đây nha. Thứ nhất lần đăng đầu tiên anh viết sâu tại chùa Đại Tòng Lâm, Huệ Nờ Tân Thành, tỉnh Bà Dịa Vũng Tàu năm 2017 qua lần xưa A thứ hai thì xóa tên chùa, cha cờ chùa vô danh anh ha. Hay là anh sơ lỏ? Thứ hai, tên chương trình là đại lễ truyền thống theo như anh nói là 21, một âm lịch Hanere năm. Chư Nere Herper anh cho là chùa Đại Tòng Lâm, thì anh ơi, sai rồi, đại lễ truyền thông tại chùa Đại Tòng Lâm ấn định Hanere năm là 19 tháng riêng âm lịch nha anh, năm 2017 cũng không có thế xẹt ngang tổ chư cờ 21 như anh nói nha chưa nơi rê thì anh làm ơn cho tên chùa cụ thế, chưa ở Tân Thành có bao nhiêu chùa anh. Nếu anh vẫn cho là ngày ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch, Okla có thông tin cụ thế cho anh luôn. Ngày ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch, tư cờ ngày ngày 17 tháng 2 năm 2017 dương lịch, Phi Nhung cùng các con nuôi có sâu tại sân và nờ đỏ nơi tỉnh Bến Tre nha anh. Anh sẽ ngụy bè nờ là chạy hai sâu anh Thư bay tư bà dịa vũng tàu đi bến tre trong đêm đế chạy sâu đi anh. Hòa cờ có trăng mọc cánh bay đưa cờ, thì anh vui lòng tìm cho mọi người video clip của chương trình đêm hôm đó có phi nhung đi anh. Đưa nờ có nói là chương trình không ghi hình nhà anh nha. Nếu anh cho là anh lọ nờ ngày, à ư mờ ngày 19 em ơi chùa Đại Tòng Lâm, ô cho anh Linh phun Văn nhẹ ngày đó luôn đại lễ truyền thống lần 24 tại Chùa Đại Tòng Lâm tổ chư cờ ngày 19, một âm lịch tư cờ ngày 15 tháng 2 năm 2017 dương lịch. Anh rõ ma tờ thính tai thì xem và nghe họ em xem có như nơ rê ai hát ngày hôm đó. Có anh không? Có quờ tờ rờ không? Có nờ quờ không? Và quan trọng có phi nhung không? Không ấy anh hỏi lại hai ngươi anh nha cờ tên ấy anh hỏi lại họ có cái sâu như anh kể không anh ơi? Hay là ai đó dẫn ra tờ vạch Dunere vẽ lối anh kể cái chuyện nờ không có thả tờ hại ngươi y. Anh còn gì ngụy bệ nờ nưa à em tiếp luôn anh ơi. Dunere soa cơ mờ tờ, Dunere bờ lóc em nha. Ma cờ công anh á vì em có nhiều nick la mờ anh. Anh bờ lóc hoài mê tờ. Quản lý Phi Nhung làm rõ loạt thông tin xoay quanh việc Lưu Chấn Long tố nữ ca sĩ hét giá các xe cao ngất ngưỡng bằng chứng cho thấy Phi Nhung và Hồ Văn Cường có sâu diễn tại bến tre vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch, tức ngày 17 tháng 2 năm 2017 dương lịch. Trước đó, ca sĩ Lưu Chấn Long xác nhận câu chuyện phía Phi Nhung đòi 40 triệu tiền xăng xe khi đi hát ở chùa vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 âm lịch là có thật. Quản lý Phi Nhung cũng hy vọng ca sĩ Lưu Chấn Long sẽ đưa ra bằng chứng cụ thể nhằm chứng minh lời nói của anh là thật thay vì những thông tin một chiều hiếu căn cứ ảnh facebook nhân vật